Hi, welcome back to my channel, Stars Critical. I can finally get out of this place. I need to find help. Hmm.
Yeah, I'm
Trong game này thì các bạn sẽ phải đi xung quanh để tìm kiếm tất cả những mô hình được gắn trong map bản đồ này. Và khi đủ 8 mô hình thì các bạn sẽ hoàn thành được game này. Và càng về sau thì Slenderman chúng ta sẽ xuất hiện càng nhiều. Thì các bạn sẽ phải cẩn thận nhé. Ok. Oh man. Bình thứ 3. Nếu mà ở ngoài thì các bạn sẽ không dám đi như đây đâu. Chứ mà ở trong tựa game này thì các bạn sẽ đi thoải mái nhá. Cũng không bao giờ sợ cái gì cả. Ông ta xuất hiện mà các bạn quay đi thật nhanh thì sẽ không làm gì được các bạn ngay. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Demolish Manospa.
để phá cái này ra. Sẽ làm tiếp nhiệm vụ trong cái này. Như thế là làm theo tao. Okay. Rồi và mình sẽ chuyển sang cái đối theo. Roblox. Let's go. Oh my god. Wow, cũng khá là khó nha. Các bạn để vượt qua được cái này các bạn phải nhảy cẩn thận. Quá đà một tí thôi, cũng hy sinh rồi. Oh. Lại luôn. Ok. Cái trắng này. Được. Oh my god. Đó rất là khó luôn. Trông rõ to. Nhưng mà lại rất khó. Cố lên nào. Let's go. Và từ gần tới chào Mr. Hope Play Hope 3. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả lòng chiếc chìa khóa.
Phòng game này cũng khá là rộng các bạn nhá. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào đây xem có gì không. Không có gì. Tiếp tục đi sang bên này. Chiếc chìa khóa thứ hai đã xuất hiện. Và tiếp tục thì mình sẽ đi wow, chúng ta đang hướng lay. Và thì mình sẽ đi ở bên kia. Ở đây các bạn nếu mà không ăn máu thì nó sẽ dần dần hết máu nhá. Mà đi hướng này thì hơi quái đấy. Mình sẽ thử lại xem ta ở gần đấy không. Rồi chúng ta ra ngoài. Đó thì mình sẽ luồn ở bên trong. Đi hướng này đi. Thiếu thì hướng đâu mà. Ok, let's go. Chiếc chìa khóa thứ 3. Chiếc chìa khóa thứ 4. Let's go. Đó, cứ như thế, ok. Rồi, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go.
Mama, Mama, where are you? Oh my gosh.